Xin chào. Hi, welcome back to Talk to Me in Vietnamese. I'm Tung from Ho Chi Minh City. In this lesson, we will take a look how to say how long and how far. How long? Bao lâu? Bao lâu? Bao lâu? And how far? Bao xa? Bao xa? Bao xa? Okay, if you want to ask how long does it take to go by bus from Saigon to Mũi Né? Từ Sài Gòn đến Mũi Né đi bằng xe buýt mất bao lâu? Từ Sài Gòn đến Mũi Né đi bằng xe mất bao lâu? Từ Sài Gòn đến Mũi Né đi bằng xe mất bao lâu? Okay. Bao lâu? Bao lâu? Từ from đến to từ đến. Okay, if we want to say from Sài Gòn to Hà Nội City, từ Sài Gòn đến Hà Nội, từ Sài Gòn đến Hà Nội, từ Sài Gòn đến Hà Nội. And then you want to say like from 10 a.m. to 10 p.m. từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. 10 giờ sáng 10 a.m. 10 giờ tối 10 p.m. Okay. Coming next. We got some more vocabularies. Đi to go, đi thẳng, go directly. Đi bộ, to walk. Bằng, by. Xe buýt, the bus. Xe lửa, the train. Máy bay, the airplane. Tàu điện ngầm, subway. Mất, or đi mất, to take how long. Bao lâu? Đây, here. Đó, over there. Đó, khoảng, about. Bao lâu? Đây, đó, khoảng. Từ Sài Gòn đến Đà Nẵng đi bằng máy bay mất bao lâu? Từ Sài Gòn đến Đà Nẵng đi bằng máy bay mất bao lâu? Từ Sài Gòn đến Đà Nẵng. From Sài Gòn to Đà Nẵng City. Đi bằng máy bay mất bao lâu? How long does it take to travel by plane from Sài Gòn to Đà Nẵng City? Okay, Đà Nẵng in the central of Vietnam. And we got the answer. Đi mất 1 giờ 15 phút. Đi mất 1 giờ 15 phút. It takes 1 hour and 15 minutes. Or you can simply say mất 1 giờ 15 phút. It still got the same meaning with it takes 1 hour and 15 minutes. Từ đây đến đó đi bộ mất bao lâu? Từ đây đến đó đi bộ mất bao lâu? Từ đây đến đó, from here to there, đi bộ mất bao lâu? Từ đây đến đó đi bộ mất bao lâu? How long does it take to walk from here to over there? Okay, and what the answer? Đi mất khoảng 10 phút. It takes about 10 minutes. Or we can simply say mất khoảng 10 phút. Still got the same meaning with it takes about 10 minutes. Đi mất khoảng 10 phút. Okay.
And now we take a look with some more like the expression. Mức mấy giờ, take how many hours. It's got the meanings how many hours. Yeah, take how many hours. Mức mấy giờ, or take like how many minutes. Mức mấy phút, or take how many days. Mức mấy ngày, or take how many nights. Mấy is mean how many. So here we got the is mean hour. Foot is mean minute. Ngày is mean the day. Đêm is mean the night. Mức mấy giờ, mức mấy phút, mức mấy ngày, mức mấy đêm. For example, we can say like từ đây đến đó mất mấy phút. Từ đây đến đó đi bộ mất mấy phút. Từ đây đến đó đi xe mất mấy giờ. Or từ đây đến đó đi xe mất mấy ngày. Từ đây đến đó đi xe mất mấy đêm. Okay, coming next, we got how far. Bao xa, and we got meter. Mét, kilometers. Kilomet. Từ đây đến đó bao xa. How far is it from here to over there? Okay, it's very easy, right? Từ đây đến đó bao xa? Khoảng 300 mét. About 300 meters. Khoảng is mean about 300, 300 mét meters. Khoảng 300 mét. Từ đây đến đó bao xa? Từ nhà đến công ty bao xa? Công ty, how far is it from your house to the company? Okay. Công ty, the company. Nhà, the house. Khoảng 8 km, about 8 kilometers. Khoảng about 8 kilometers. 8 kilometers. Okay, we got some more expressions. How to ask like how many kilometers? Bao nhiêu kilômét? Bao nhiêu kilômét từ Sài Gòn đến Hà Nội? Bao nhiêu kilômét từ Sài Gòn đến Hà Nội? Bao nhiêu kilômét? Saigon City in the south Vietnam. Hanoi City in the capital city in the north of Vietnam. From Saigon to Hanoi City. How many kilometers? Okay, that's it for today. I hope you enjoy it. If you got any questions, please feel free to drop me a line. And see you again. Hẹn gặp lại.